Hôm nay chúng ta thì câu ép cho đây tập xoan gầm nuôi máng có tạ Luca chích cái này. Đây là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Rồi câu cái cho đây. Rồi. Rạng bay kia, rạng bay. Yeah.